Video này được mang đến cho bạn bởi content chuột trí, editor Ngọc Hến và tôi quản quại. Video được phục vụ tốt nhất vào lúc ăn trưa, ăn tối, trước khi đi ngủ hoặc khi bạn cần một cái gì đấy ở background để làm việc và học tập. Video này được chúng tôi tổng hợp và góp nhặt từ nhiều nguồn thông tin. Nếu có gì sai hoặc cần đính chính, các bạn hãy vui lòng comment ở phía bên dưới để chúng tôi rút kinh nghiệm nhé. Để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất thì hãy xem phim và tự cảm nhận. Trong một tương lai gần mà ít nhất là mấy người sống ở năm tám mấy tưởng tượng ra, bên Mỹ có một thành phố tên là Detroit. Bối cảnh của hầu hết các phim cảnh sát hành động, Detroit trong tương lai đó đầy rẫy tội phạm và tệ nạn, kiểu không khác Detroit năm tám mấy là bao. Khác cái trong tương lai có siêu công ty OCP cho thành phố vừa loạn vừa nghèo này vay tiền, với điều kiện được đấu thầu cổ phần sở cảnh sát. Nhưng họ làm thế để làm gì? Theo như kế hoạch của phó chủ tịch đích, tất nhiên là để thay thế con người bằng AI, cụ thể là bọn robot trông như con gà này. Tại vì ít nhất là chúng nó không đòi tăng lương. Mỗi tội bọn này vẫn đang trong trạng thái thử nghiệm nên là rất hay lỗi, toàn giết nhầm còn hơn bỏ sót. Làm cho chủ tịch công ty vô cùng thất vọng, bắt đích phải chỉnh đốn lại dự án, trong khi cấp vốn cho thằng Bob, một tay quản lý non hơn nhưng có một ý tưởng táo bạo hơn, Robocop, giúp các cảnh sát không thể tiếp tục nhiệm vụ trở lại vòng chiến đấu với tội phạm. Để có được đối tượng thí nghiệm, ban điều hành OCP liên tục đẩy các cảnh sát vào vòng nguy hiểm, trong đó có Alex Murphy. Ngay ngày đầu tiên được chuyển công tác đến đây, Murphy đã thấy nơi này lành ít dữ nhiều rồi. Hơi tí lại cần tuyển thêm nhân sự, nhưng đã là cảnh sát thì phải quen với cuộc sống bấp bênh. Murphy cùng đồng nghiệp Lewis truy đuổi một băng nhóm giang hồ cầm đầu bởi Bob Dicker đến một nhà kho bỏ hoang. Đen đủi thay, hai người lại bị lũ tội phạm lùa tách nhau ra, khiến Murphy rơi vào ổ phục kích, bị lũ đầu trộm đuôi cướp lôi ra làm bia tập bắn. Lewis đến quá muộn, chỉ có thể gọi cấp cứu cho Murphy, nhưng mà giờ thì chỉ có mục sư mới cứu giúp được anh. Bob ở OCP tận dụng cơ hội này hồi sinh những phần còn lành lặn của anh cảnh sát, nhét vào một cỗ máy. 50% người, 50% máy, 100% thượng tôn pháp luật. Mỗi tội chẳng còn nhớ gì về cuộc sống trước kia, gia đình, bạn bè, vợ con đều không còn nghĩa lý gì nữa luôn. Được bổ nhiệm vào đúng vị trí cũ ở sở cảnh sát, Robocop trở thành ngôi sao sáng nhất ở sở, vì ít nhất anh ăn được cả băng đạn mà không hề hấn gì. Mỗi tội vì hơi cục, ai lỡ ngớ cái bắn luôn, nên KPI của anh nhìn rất sợ. Lewis, đồng nghiệp cũ của Murphy, nhận ra Robocop chính là anh bạn xấu số đi làm một hôm đã chết của mình. Tại sao ư? Tại cái trò quay súng Murphy học để khoe con trai giờ đã được Robocop vô thức sử dụng. Có vẻ như quá trình hồi sinh không thể xóa đi tất cả ký ức của anh. Bằng chứng là trong khi update Windows, Robocop gặp ác mộng về cái chết của Murphy ngày trước. Anh tỉnh dậy trong hoang mang, đi dạo cho nó khuây khỏa thì gặp Lewis, người gọi anh bằng cái tên cũ. Robocop bối rối lắm. Có vẻ như ký ức của anh chỉ bị quên đi chứ không thể bị xóa sạch hoàn toàn. Trong một đêm đi tuần tra, Robocop bắt được một thằng cướp trạm xăng. Trùng hợp thay, hắn lại là một trong những thằng đã bắn chết anh ngày trước. Ngay lập tức Robocop về sở, truy xuất dữ liệu về đồng bọn thằng vừa bắt cũng như cái chết của Murphy. Anh trở về căn nhà xưa, biết rằng vợ con mình đã chuyển đi từ sau khi cái giấy báo tử được gửi về. Anh nhớ lại mọi chuyện, nhưng nhớ lại bây giờ cũng không thể tua ngược lại được thời gian. Và là anh có còn là anh cảnh sát Murphy như ngày xưa nữa đâu. Trong một diễn biến khác, hóa ra thằng Bob Dicker là tay sai của lão Dick, chuyên đi làm những việc bẩn thỉu cho lão. Lão già sai Bob Dicker đi giết Bob. Bob đứng đầu dự án Robocop ấy, vì dám lăm le cái ghế phó chủ tịch của lão. Bob Dicker đến trong khi Bob đang karaoke ôm tại gia với hai cô người mẫu, tên tội phạm giết Bob thẳng tay, rồi cho cả căn nhà phát nổ. Robocop truy đuổi được Bob Dicker, vô hiệu hóa tên khọ, nhưng không thể giết hắn để trả thù. Anh chỉ kịp tra khảo để biết hắn làm việc cho Dick. Robocop đến tổng công ty OCP bắt đích, nhưng đáng tiếc lão già dơ đã lén cài vào phần cứng của anh một chỉ thị đặc biệt khiến Robocop không thể làm gì được nhân viên của OCP. Lão phó chủ tịch tiết lộ sự thật, lão đã sai người đi khử Bob, và vì giờ Bob đã chết nên chắc chắn kế hoạch robot cảnh sát phun máy của lão sẽ là ưu tiên hàng đầu. Lão thả con robot nâng cấp ra giết Robocop, nhưng con này cũng giống gấu trúc Paw, rất sợ cầu thang, đã ngã xuống là nghỉ, không đứng dậy được. Robocop chật vật tẩu thoát thì bị lão già gọi cả sở cảnh sát đến tiêu diệt. Lewis đến cứu anh, rồi cả hai dìu nhau đến nhà máy thép bỏ hoang để Robocop tự sửa chữa bản thân và ít nhất là nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. Trong lúc cả hai người đi vắng, tình hình đang rất là tình hình ở bên sở cảnh sát. Sau khi tiếp quản, đám người OCP không những không tăng lương hay là cấp vốn, mà còn cắt luôn hưu trí của anh em trong sở, làm cho hầu hết cảnh sát đình công. Riêng ở Detroit, cảnh sát mà đã không làm việc thì chưa đầy nửa tiếng thành phố đã tiệm cận ngày tận thế. Tội phạm chạy đầy đường, Bob Dicker trốn tù, tập hợp anh em về luộc Robocop. Nhờ có lão già, chúng tra ra được anh đang trốn ở nhà máy thép, thế là mang đồ chơi đến quây bắt. Đáng tiếc là súng to đạn khỏe không so được với quả êm Bob bách phát bách trúng. Từng thằng một bị tỉa khỏi vòng chiến đấu. Trong cuộc đấu súng, chẳng may Lewis cũng bị trúng đạn trọng thương. Chỉ còn Robocop và tên Bob Dicker đối đầu nhau. Anh bị một tên thả sắt vụn xuống đầu, tạo cơ hội cho Bob Dicker cầm que xiên xuyên ngực. Việc thu hẹp khoảng cách đó hóa ra lại là án tử cho hắn. Chỉ chờ có thế, Robocop dùng dao đi kèm cánh tay máy xử tử tên tội đồ. Chiếu hết trong sự ngỡ ngàng, sau khi đưa Lewis đi cấp cứu,
Robocop đạp cửa bước vào một cuộc họp của OCP, báo cho tất cả mọi người tuốt tuần tuột tất tần tật những gì Dick đã làm. Trong cơn hoảng loạn, Dick đã bắt chủ tịch làm con tin, khiến ông già sa thải hắn. Vì Dick đã không còn là người của OCP, Robocop được quyền tùy ý xử lý hắn. Ông già chủ tịch cảm ơn Robocop vì đã cứu mạng ông, hỏi tên anh là gì. Nice shooting, son. What's your name? Murphy. Tưởng như mọi chuyện đã tốt đẹp hơn sau khi lão phó chủ tịch bị tiêu diệt ở phần 1, nhưng không. Robocop 2 mở đầu với việc cả thành phố Detroit vỡ nợ trước sức ép của OCP. Tất cả đều nằm trong dự tính của chủ tịch, bắt thành phố phải trừ nợ bằng việc sang nhượng giá rẻ đất đai, để OCP có thể thực hiện kế hoạch xây dựng siêu thành phố tương lai. Để làm mọi chuyện tệ hơn thì OCP quyết định từ cắt lương hưu chuyển sang cắt hẳn lương của anh em cảnh sát, khiến tất cả mọi người từ đình công thành nghỉ việc dài hạn, khiến tội phạm lại một lần nữa chạy đầy đường. Sở cảnh sát thành phố giờ chỉ còn vài người làm việc cầm chừng, trong đó có Robocop và Lewis lần theo manh mối. Họ biết được lũ tội phạm đang nấu một loại mai thúy mới gọi là Nuke. Dùng thử phát là nghiện luôn. Mỗi tội là họ lại bắt hụt, để cho tên cầm đầu Kane và thằng lỏi con Hop chạy thoát. Thôi thì ít nhất cũng làm chúng nó sợ được một lúc. Trong thời gian rảnh khi không làm nhiệm vụ, Robocop giờ đã tìm được vị trí vợ con, đến bên ngoài ngôi nhà mới đứng nhìn vào như thằng biến thái. Vì không nhận ra nhau, bà vợ anh đòi kiện OCP vì tội quấy rối. Nhưng sau khi dàn xếp thì lại thôi. Robocop đành phải chấp nhận rằng cảnh sát Murphy đã chết, và từ nay về sau anh chỉ còn là Robocop mà thôi. Trong lúc Robocop còn đang bối rối khi đứng trước ranh giới của hai cuộc đời, OCP quyết định vắt sữa bằng cách nghiên cứu dự án Robocop 2. Nhưng cứ hồi sinh ông cảnh sát nào là ông đó lại... Trong đoàn nghiên cứu có tiến sĩ Juliet Fuck, ý tôi là Juliet Fuck. Cô ta đưa ra giả thuyết rằng Murphy là trường hợp ngoại lệ, sinh ra và lớn lên trong một gia đình ngoan đạo, được bố mẹ thương yêu. Từ bé đã rõ ràng ranh giới thiện ác công lý, nên mới chịu được quá trình biến đổi từ người thành máy. Tiến sĩ Fuck cố thuyết phục ông già chủ tịch cho mình can thiệp vào dự án, nhưng không ai biết rằng ý tưởng của cô lại tai quái đến mức nào. Thay vì dùng cảnh sát, cô ta quyết định thí nghiệm lên tử tù, đặc biệt là những kẻ điên nhất, tàn ác nhất. Bởi theo cô ta, những kẻ đó mới dễ dàng chấp nhận quá trình máy hóa. Ở phía Kane, hắn lo sợ rằng khi thành phố tương lai của OCP đi vào thực tiễn, đế chế mai thí của hắn sẽ không còn địa bàn để khai thác nữa, nên tìm đủ mọi cách để phá quấy cả OCP, cả sở cảnh sát lẫn Robocop, bằng việc khai thác tên cảnh sát Duffy biến chất, kẻ đã là xì ke từ bao giờ. Kane liên tục gây ra những vụ việc đáng báo động, nhưng luôn trốn chạy thành công trước khi cảnh sát kịp vây bắt. Robocop và Lewis phát hiện ra Duffy lúc hắn đang đi mua mai thúy, bắt tên phổi bạn khai ra vị trí Kane. Nhưng đáng tiếc là tên đầu sỏ kia đã có chuẩn bị từ trước. Hắn sai đàn em mai phục Robocop trong một khu công trường, rồi sử dụng công cụ xây dựng sẵn có xẻ anh thành từng mảnh để thị uy. Kane vứt Robocop về sở cảnh sát rồi mang Duffy đi xử tử vì không giữ mồm miệng. Sau những nỗ lực của đội sửa chữa, Robocop đã có thể hoạt động trở lại như bình thường. Đáng tiếc, để công trình của mình được đầu tư nhiều tiền hơn, tiến sĩ Fax đã lén cài vào hệ thống của Robocop những chỉ thị mới, khiến việc đảm bảo trị an của anh trở nên kém hiệu quả hơn trước rất nhiều. Để reset hệ thống và cài lại Win cho phần cứng, Robocop quyết định thò tay vào trạm biến áp, tự giật mình bằng điện cao thế để khôi phục lại cài đặt gốc. Thấy được sự tận tụy của anh người máy này, toàn thể hội cảnh sát đang đình công, quyết định cùng anh em lên đường tấn công vào xào huyệt của bè lũ Kane. Lần này với sự giúp sức của đông đảo anh em đồng nghiệp, Kane bị Robocop bắn trọng thương trên đường tẩu thoát. Chỉ chờ có thế, tiến sĩ Fax tiếp cận Kane trong lúc hắn đang nguy kịch, rút phích hết các loại máy thở để tiện dùng hắn cho mục đích thí nghiệm. Vì cô ta nghĩ rằng mình có thể điều khiển Kane bằng chính thứ mai thúy mà hắn đã tạo ra. Dưới sự chỉ đạo của tiến sĩ Fax, người ta lọc lấy não Kane ngâm một tí rồi nhét vào một con robot khổng lồ. Mỗi tội trông con này nhìn như kiểu là Skip Black Day. Con robot mới này ngay lập tức được gửi đi phá một cuộc họp kín giữa hội đồng thành phố và thằng Hop đàn em Kane ngày xưa. Vì sau khi không thể khều đủ tiền donate để trả nợ, thành phố đành phải vay tiền bọn buôn mai thúy để trả cho OCP. Hop đồng ý cho thành phố tiền với yêu cầu phải khuất mắt trông coi đế chế mai thúy của nó. Điều gần xong thì Kane trong xác máy đến nơi, gặp ai là bắn người đó. May có thị trưởng thoát được, Robocop thấy động thì đến ngay, nhưng chỉ gặp thằng bé Hop hấp hối trên đống tiền, báo rằng Kane đã trở lại trong hình dạng mới. Ngay khi vụ thảm sát còn chưa nguội, lão chủ tịch OCP đã mở họp báo, công bố khởi động dự án thành phố tương lai, kèm theo đó là Robocop 2. Hay đúng hơn là thằng nghiện trong bộ giáp sắt. Ngay khi lão chủ tịch vừa lôi bình mai thúy ra để minh họa cho sự cứng rắn của mình, Kane đã mất kiểm soát, tấn công đoàn khách và cả lão chủ tịch để giành lấy ống mai thúy. Robocop và Lewis chạy tới nơi, đấu súng với Kane để giải cứu người dân. Cả hai cướp ống mai thúy khiến Kane đuổi theo bọn họ ra đường lớn. Trong khi Lewis đánh lạc hướng Kane bằng ống mai thúy, Robocop tranh thủ cơ hội nhảy xuống lưng con robot, lôi bộ não của Kane trong đó ra và đập nát, khiến cho con robot nghiện ngập ngừng hoạt động để trốn tránh trách nhiệm. Chủ tịch và ban điều hành của OCP quyết định đổ hết mọi tội lỗi lên tiến sĩ Fax. Lewis phàn nàn về việc những kẻ đầu sỏ vẫn còn đang nhờn nhơ, nhưng Robocop nói rằng thời gian sẽ trả lời tất cả. Nếu như ở phần 2 OCP quyết định vắt sữa Robocop để làm Robocop 2,
thì lần này nhà làm phim quyết định vắt sữa Robocop 2 để làm ra phần Robocop 3. Dù không ai hỏi nhưng thôi, để hoàn thành series thì chúng ta hãy cùng xem nốt. Sau những sự kiện ở phần 2, Detroit đã hoàn toàn phá sản và nằm trong tay OCP. Mỗi tội dự án thành phố tương lai hóa ra tốn kém hơn họ tưởng rất nhiều. Nhất là khi chả ai còn mặn mà với nó nữa. Tại lão chủ tịch hai phần trước ngỏm rồi con gì. Nhưng thôi, đâm lao phải theo lao. OCP đã tốn quá nhiều tiền vào đây rồi. Ban điều hành công ty chấp nhận để bị một tập đoàn Nhật, tập đoàn Kanemitsu, mua lại phần lớn cổ phiếu. Vì không muốn tốn thêm chi phí, OCP quyết định không thèm đền bù giải phóng mặt bằng mà đuổi thẳng cổ người dân ra khỏi nhà luôn. Vì sở cảnh sát bất hợp tác nên công ty này đã tự lập ra một tổ chức quân sự riêng, được một gã tên Paul cầm đầu. Chỉ có nhiệm vụ là cướp nhà và đuổi người ta ra đường. Những cuộc bạo động như thế khiến cho vô số trẻ em trở thành trẻ mồ côi. Trong đó có cô bé Nico, siêu thiên tài máy tính. May mà cô bé được quân kháng chiến cứu. Cô bé này có nhiệm vụ gì thì tí biết. Tất nhiên không phải ai cũng dương mắt nhìn quân OCP lộng hành. Robocop và bạn đồng nghiệp Lewis của mình cũng nằm trong số đó. Họ liên tục tìm cách can thiệp và bảo vệ người dân vô tội. Nhưng đáng tiếc hai người không thể tiêu diệt cả một đội quân. Chưa kể là không một ai xóa cái điều luật cấm gây hại cho OCP trong phần cứng của Robocop. Lewis bị bán cho hấp hối, còn Robocop thì cũng bị thương nặng. Những người mà họ cố cứu hóa ra lại là thành viên của quân kháng chiến, mang Robocop về nơi trú ẩn để sửa chữa. Khó cái là chả ai biết sửa anh như thế nào. Robocop chỉ kịp bảo quân kháng chiến đến tìm gặp tiến sĩ Lazarus, nên Nico được giao nhiệm vụ đến sở cảnh sát tìm cô tiến sĩ. Cô tiến sĩ bí mật theo Nico về nơi trú ẩn, cùng sửa chữa cho Robocop, tiện thể nâng cấp bộ phận phản lực trong trường hợp cần đến. Ngay sau khi phục hồi trạng thái chiến đấu, Robocop tự mình đến tấn công quân của OCP, và nhất là tìm cách bắt Paul. Nhưng bắt gặp một tên phản bội quân kháng chiến, Paul thừa cơ bỏ chạy, gọi về tổng công ty xin viện trợ. Tập đoàn Kanemitsu gửi cho OCP và Paul một con robot ninja. Paul sai con robot hỗ trợ lính lác tấn công trụ sở quân kháng chiến, làm rất nhiều người chết, số còn sống sót thì bị bắt, trong đó có cả tiến sĩ Lazarus. Robocop trở về nơi trú ẩn thì đã quá muộn, chẳng có một ai ở đó ngoại trừ con robot ninja. Con robot nhanh và mạnh hơn Robocop rất nhiều, nhưng trước Gatling thì chúng sinh bình đẳng. Không ai mang kiếm đi đấu súng bao giờ. Trong lúc Robocop đang phục hồi, Nico đã trốn được vào trụ sở OCP cùng với tiến sĩ Lazarus, hack vào hệ thống truyền hình, bóc phốt tất tần tật tốt tường tuột những gì OCP đã gây ra. Từ việc cắt lương cảnh sát đến đuổi người dân ra khỏi nhà trái phép, làm cho cả nước quay lưng với công ty, hạ giá cổ phiếu xuống còn chưa bằng mớ rau. Tình hình tuyệt vọng. Paul quyết định huy động toàn bộ lính OCP, gọi thêm cả cảnh sát tấn công khu dân cư tại Detroit, giải phóng mặt bằng giữa thanh thiên bạch nhật luôn. Tuy nhiên sở cảnh sát Detroit vẫn còn lương tri, từ sở trưởng đến các anh em đều đồng loạt bỏ việc, không dung túng cho lũ cướp ngày này thêm một lần nào nữa. Họ gia nhập phe kháng chiến, cùng nhau bảo vệ người dân Detroit. Tên Paul không mua chuộc được cảnh sát thì thuê luôn mấy thằng giang hồ sắp nhập kho, mang súng đến tấn công cảnh sát lẫn người dân luôn. Cảnh sát và quân kháng chiến chỉ có một lượng vũ khí ít ỏi, không thể nào địch nổi lũ đánh thuê và lũ giang hồ. May mà Robocop cùng động cơ phản lực bay đến để viện trợ kịp lúc. Ngay sau khi giải cứu phe kháng chiến, Robocop lập tức bay đến tháp OCP để đối đầu với Paul. Nhưng tất nhiên tên bá dơ không thể nào hớ hênh như thế được. Hắn vẫn còn hai con robot ninja làm vệ sĩ. Hai đánh một không chột cũng quẻ. Chưa kể hàng Nhật lại còn ngon hơn hàng Mỹ. Nên Robocop ăn hành ngập bánh răng. Tưởng như là số anh đến đây đã tận. Nico và tiến sĩ Lazarus trốn thoát kịp thời, leo lên tháp OCP tương trợ cho anh cảnh sát người máy. Cô bé Nico dùng máy tính hack hai con robot ninja, làm cho chúng tự giết lẫn nhau. Trong một diễn biến bất ngờ, hóa ra hai con robot ninja được cài đặt sẵn chế độ tự hủy. Nếu bị đánh bại sẽ tự nổ như ông Quảng. Robocop sử dụng hết phản xạ lắp lại bộ phản lực lên lưng, bay lên bế Lazarus và Nico ra ngoài. Tên Paul bị động cơ phản lực đốt chân, không thể chạy đi bấm nút tắt chế độ tự hủy, bỏ mạng trong vụ nổ. Khi mọi nguy hiểm đã qua đi, người dân dọn dẹp lại đường phố sau cuộc giao tranh đẫm máu. CEO công ty Kanemitsu đích thân sang Mỹ khảo sát tình hình. Ông già Nhật sa thải chủ tịch OCP, đóng cửa công ty này vĩnh viễn. Đồng thời như mọi người Nhật khác, khi phát hiện ra lỗi thuộc về mình nhưng không muốn chịu trách nhiệm, cúi đầu xin lỗi Robocop và toàn thể người dân Detroit. Ông lão người Nhật hỏi tên Robocop nhưng anh chỉ trả lời: "My friends call me Murphy. You call me Robocop." Và đó là tất cả những gì đã xảy ra trong 3 phần của series Robocop. Và tôi còn quạ. Xin chào. Vẹn gặp lại.